Đây các bạn, đây là để tắc đây. Mình xem nồng độ axit của tắc này như thế nào nha các bạn. Đây thì mình sẽ thử với cái tờ giấy quỳ tím này, mình mới làm xem nó có đỏ như là trong tranh không nha các bạn. Đây các bạn thấy nó cũng chuyển sang màu đỏ rất là rực rỡ này các bạn. Đây chúng ta thấy, đây rất tuyệt vời các bạn ơi. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip. Clip này có liên quan tới hoa râm bụt các bạn. Thì hoa râm bụt á thì có nhiều nơi thì còn gọi là hoa dâm bụt hoặc là bông bụp. Quê mình thì hay gọi là hoa bông bụp các bạn. Thì hôm nay không phải mình giới thiệu về loài hoa này, nhưng mà mình sẽ làm một cái video clip, làm một cái bài thí nghiệm nho nhỏ để tặng các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh ở đang còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông hoặc trung học cơ sở các bạn. Thì đây là một cái thí nghiệm liên quan tới hóa học. Thì muốn biết cái thí nghiệm này là gì á, thì mời chúng ta hãy xem video để biết nha các bạn. Thì hôm nay mình đi một đoạn cũng khá xa từ nhà mình đến đây thì để tìm cái hoa râm bụt này các bạn. Tại vì ở trong nhà mình thì không có cái loại hoa này nữa rồi. Người ta bỏ hết rồi. Trước đây thì trồng ở những cái hàng rào, nhưng mà giờ đây nó bị chặt hết rồi. Còn một số cái hoa nhưng mà cái màu nó thì nó dạng màu trắng vàng vàng, nên cái loại đó mình không dùng để thực hiện cái thí nghiệm này được nha các bạn. Thì hiện giờ mình đang có mặt tại vùng ngoại ô của thành phố mới Bình Dương các bạn. Mình phải ra ở đây rất xa để mình tìm hoa dâm bụt này. Với lại hôm nay mình muốn tìm một cái loại hoa. Đây, loại hoa nó có cái màu nó đỏ như thế này nè các bạn. Nó đỏ như thế này thì cái thí nghiệm của mình nó mới rõ ràng được các bạn. Mình sẽ hái những cái hoa này về để thực hiện cái thí nghiệm cho các bạn cùng xem nha. Đây, mình sẽ lựa những hoa nó thật là tươi và màu sắc nó hơi rực rỡ một xíu nha các bạn. Đây, thì mình lựa những cái hoa như thế này. Đây, thì ở đây mời các bạn cùng mình đi hái một số cái loại hoa này. Trời khá nắng các bạn ơi, bây giờ là giữa trưa. Xin chào tất cả các bạn. Thì như lúc nãy thì mình có đi hái một ít hoa râm bụt về để mình làm thí nghiệm các bạn. Thì sau đây mình sẽ tiến hành thí nghiệm như sau. Thí nghiệm của mình rất đơn giản thôi. Đây là hoa dâm bụt lúc sáng mình hái nè các bạn. Để nó buổi trưa để nó hơi nắng nên nó hơi héo xíu các bạn. Thì
thí nghiệm của mình thì chỉ là một tờ giấy trắng thôi, tờ giấy trắng và hoa dâm bụt. Thì sau đây mình tiến hành thí nghiệm nha các bạn. Đây thì chúng ta sẽ lấy hoa dâm bụt này ha. Thì thôi cái nhị của nó không cần thì chúng ta cái nhị nó thì mình cũng không cần thiết lắm. Thì sau đây mình sẽ vẽ lên tên, vẽ trên tờ giấy này các bạn. Bạn vẽ càng đều thì nó càng tốt nha các bạn. Đây. Chúng ta sẽ tô vẽ trên tờ giấy cho nó thật là đều nha các bạn, càng đều càng tốt. Thì sau khi chúng ta chà xong á thì chúng ta đợi cho cái tờ giấy này nó khô nha các bạn. Thì đợi lát nữa nó khô á thì chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm. Đây các bạn thấy nó như thế này. Sau khi hoa dâm bụt chúng ta mài trên giấy trắng á, thì nó sẽ như thế này. Thì các bạn nào thì đây thì mình đi thí nghiệm cho các bạn coi thôi. Thì các bạn kỹ thì các bạn có thể đâm ra hoặc là làm một cách nào đó thì để mà quét lên trên tờ giấy này các bạn. Đây thì mình sẽ vệ sinh cho nó sạch sẽ xíu cho nó bớt đi những cái xác hoa nha các bạn. Đây tạm thời nó sạch sẽ như thế này nha các bạn. Đây thì sau đây thì chúng ta đợi cho nó khô, cho tờ giấy này nó khô nha các bạn, thì chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm. Thì chào tất cả các bạn, thì sau khi mình đã phơi xong thì tờ giấy nó như thế này các bạn. Đây các bạn có thể xem tờ giấy nó như thế này các bạn. Thì sau đây mình sẽ dùng kéo mình cắt ra tờ giấy ra các bạn. Đây.
chúng ta sẽ cắt nhỏ nó ra các bạn. Sau khi chúng ta đã cắt xong như thế này nha các bạn. Đây. Các bạn thấy. Thì sau đây mình sẽ tiết lộ cái việc mình làm này, thí nghiệm này là gì nha các bạn. Thì cái tờ giấy này mình làm á, thì tên gọi nó gọi là giấy quỳ tín nha các bạn. Thì cái giấy này để làm gì? Thì giấy này ở trong phòng thí nghiệm thì người ta dùng để thử gọi là chất chỉ thị màu để thử độ axit hoặc là 3 giờ của một cái dung dịch nha các bạn. Thì cái giấy này đặc điểm của nó là khi mà mình cho vào nhúng vào axit á thì nó sẽ hóa đỏ, nó hóa ra một cái màu đỏ. Còn khi mình nhúng vào một chất mà có tính 3 giờ á, tính kiềm á, thì nó sẽ chuyển sang màu xanh nha các bạn. Thì do trong cuộc sống mình chưa có những cái thứ xung quanh mình chưa có thử nghiệm được cái chất nào là nó có chứa 3 giờ các bạn. Nếu các bạn biết chất nào trong cuộc sống, ví dụ gần gũi mình, ví dụ như những sản phẩm hàng ngày mình dùng có tính 3 giờ thì các bạn có thể comment cho mình biết nha các bạn. Thì mình chỉ biết là một số một số loại trái cây mà nó có chứa axit. Thì sau đây thì mình sẽ thử nghiệm với hai cái loại trái cây mà nó có tính axit, thì thử xem quỳ tím này nó có chuyển sang đỏ như là trong cái trường lớp mình đã học. Thì như trong chương trình hóa học phổ thông chúng ta học thì chúng ta đã biết là tính chất của axit và tính chất của bazơ. Thì tính axit hay tính bazơ thì người ta gọi chung là cái độ pH của dung dịch nha các bạn. Độ pH của dung dịch. Thì ví dụ như một cái dung dịch á, thì ví dụ như trong cuộc sống mình, ví dụ như người ta thường hay đo cái độ pH của nồng độ nước. Thì để người ta ví dụ nuôi cá, ví dụ nồng độ axit nhiều thì ví dụ nó không tốt cho cá, thì người ta có thể thay đổi nồng độ, chuyển sang nồng độ 3 giờ để cho cá nó phát triển. Thì đo độ pH này cũng khá quan trọng. Thì sau đây mình sẽ tiến hành thí nghiệm. Đây thì chúng ta lót vào giấy để thì trước tiên thì chúng ta thử với trái chanh trước nha các bạn. Đây trái chanh này các bạn. Chanh này chúng ta sẽ cắt ra. Thì trong họ nhà chanh, tắc, bưởi, cam, quýt thì nó có độ chua. Thì trong đây nó chứa một cái hàm lượng axit citric rất lớn. Thì axit citric đó, trong chanh á, thì nó lớn hơn so với những chất khác vì nó chua nhất thì thường là nó chứa nhiều axit citric. Thì trong đây nó chứa axit thì chúng ta thử xem quỳ tím có chuyển sang màu đỏ như trong sách đã dạy hay không. Thì mời chúng ta thử nha. Đây các bạn, chanh đây. Thì sau đây thì chúng ta sẽ dùng thử một miếng giấy quỳ tím xem nó có đổi màu hay không các bạn. Đây các bạn xem có chuyện gì xảy ra nha. Wow, gì xảy ra, nó hóa đỏ này các bạn ơi. Đây các bạn có thấy nó chuyển sang màu đỏ hay không? Đây các
đây nó hóa đỏ này các bạn, thì giống chanh tới đâu thì nó hóa đỏ tới đó này các bạn. Đây, đây chúng ta thấy quỳ tím nó hóa đỏ thì chứng tỏ thì đây là một cái chất mà chúng ta đã có thể làm một cái tờ giấy quỳ tím để thử axit ngay tại nhà mà không cần phải đến phòng thí nghiệm nha các bạn, khỏi phải ra tiệm mua, để chúng ta có thể làm bằng thực tế bằng từ hoa dông bụt mà các bạn, hoa dông bụt thì mình có thể làm được giấy quỳ tím nha các bạn. Đây hoa dông bụt, hoa dông bụt mình có thể làm quỳ tím, mình có thể thử axit trong chanh. Đây thì trong chanh này nó có axit gọi là axit citric các bạn. Thì cái loại axit này thì được một cái nhà khoa học người Thụy Sĩ phát hiện vào năm 1784. Thì ông phát hiện ra một cái loại axit trong chanh này gọi là axit citric các bạn. Thì sau này đến năm 1900 á thì người ta mới điều chế ra axit citric mà nhân tạo các bạn. Thì người ta điều chế ra bằng cái phương pháp là người ta cho cái nấm mốc đen á, người ta ngâm trong nước rồi cho nó ăn đường thì người ta cũng tạo ra được một cái loại axit citric các bạn. Thì loại axit citric này nó ứng dụng rộng rãi trong thực phẩm nè, trong y học á, trong thuốc các bạn. Nó là một cái chất mà giống như là bảo quản, rồi trong nước uống chúng ta như có trong các loại nước ngọt các bạn, nó là một chất bảo quản, nó là một chất bảo quản rất tốt. Trong thuốc thì nó cũng là một cái chất bảo quản thuốc nha các bạn. Thì ngoài ra thì axit citric này thì ứng dụng trong công nghiệp thì người ta chế tạo ra những cái loại mà nước mà tẩy rửa để nó khử trùng nha các bạn. Axit citric này ứng dụng cũng khá nhiều. Vậy đây thì chúng ta sẽ thấy đây, chúng ta có thể làm một cái tờ quỳ tím ngay tại nhà rất là dễ dàng, đơn giản, không cần tốn kém chi nhiều các bạn. Đây thì mình thử giấy chanh. Giấy chanh thì nó, các bạn thấy nó đã chuyển sang màu đỏ như thế này nha các bạn. Thì các bạn nào muốn nó đỏ rực hơn nữa thì chúng ta sẽ dùng nhiều hoa dâm bụt hơn thì nó sẽ đổi màu một cách đỏ rực rỡ luôn. Thì chúng ta nên lựa những cái loại hoa màu đỏ, thì khi chúng ta chà lên trên giấy thì nó sẽ làm cho giấy nó tím, thì khi đó thì chúng ta thử với chanh nó sẽ đỏ rực luôn nha các bạn, đỏ tươi luôn. Thì hy vọng là sau cái clip này thì các em học sinh có thể thử nghiệm được tại nhà và có thể yêu thích môn hóa học hơn nha các bạn. Đây thì sau đây thì mình sẽ thử với trái cây khác, đó là trái tắc nè các bạn. Trái tắc này người ta hay dùng để mà làm nước uống hoặc là bỏ vào mía để ép lấy nước uống rất thơm các bạn. Thì sau đây mình sẽ thử với trái tắc này, hay còn gọi là trái hạnh hoặc trái quất nha các bạn. Thì mình sẽ thử. Đây thì mình sẽ cắt nó ra. Đây các bạn, đây là trái tắc đây. Mình xem nồng độ axit của tắc này như thế nào nha các bạn. Đây thì mình sẽ thử với cái tờ giấy quỳ tím này, mình mới làm xem nó có đỏ như là trong chanh không nha các bạn. Đây các bạn thấy nó cũng chuyển sang màu đỏ rất là rực rỡ này các bạn. Đây chúng ta thấy
đây, rất tuyệt vời các bạn ơi. Chúng ta có thể thử nghiệm tại nhà mà không cần phải đến phòng thí nghiệm, thì học trò có thể tự chế tạo, tự thí nghiệm tại nhà, rất thú vị các bạn. Thì hy vọng qua cái clip này là các em học sinh sẽ có thể tiếp thu được kiến thức thực tế, không phải là trong sách vở, mà có thể là thực hiện cái việc học là có thể ứng dụng trong cuộc sống thực tế của mình luôn, không cần phải vào phòng thí nghiệm lý thuyết ha các bạn. Thì hy vọng là các bạn, nếu bạn nào yêu thích đó, thì có thể thực hiện. Chúc các bạn thành công. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip. Thì nếu các bạn thích thì hãy nhớ ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn. Thì chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt các bạn. Xin chào nha các bạn.